Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một chiếc máy thái sợi bào sợi đã đang do bên đang phân phối trên thị trường như này. Thì dòng này là một dòng máy cao cấp các bác nhé. Đó, dòng này là một dòng thái sợi cao cấp nhất thị trường luôn. Các bác có thể thấy tất cả các khung viền, những thứ này, khung sườn đằng trước đằng sau này đều là bằng inox 100%. Nó làm thực phẩm cực kỳ ok. Đây thông với kỹ thuật này, thì đã 220V, động cơ 100W thôi, rất là tiết kiệm. Là máy ở IC220C, đó để áp 52Hz đó. Hàng này thì các bác có thể nhìn thấy đằng trước đằng sau luôn, bọc inox rất đẹp, rất là sáng bóng các bác nhé. Và hôm nay em test các bác là thái luôn con này, thái sợi đa năng con này sẽ để hôm nay em sẽ test thái củ cải với lại thái cà rốt để làm nộm các bác nhé, làm nộm để ăn mùa hè được rồi. Ok, thì con này là phục vụ cho các bác mà chúng ta làm các cái công việc như là chúng ta nấu cỗ này hay là nhà hàng quán ăn này thì rất là hiệu quả, rất ok. Và đây các bác có thể thấy nó có một cái lập là đây để chúng ta có thể điều chỉnh làm sao cho nó cái nguyên liệu bán ra phù hợp. Em sẽ test chiếc máy này. Đó. Đầu tiên là sẽ bật cái điện không cho các bác có thể nghe cái máy nhé. Đó. Các bác này phải nó chạy rất êm luôn, và chúng ta khi mà các cái củ dài như vậy chúng ta cắt làm hai làm ba giúp em. Rồi chúng ta ném vào đây thôi là xong nhé các bác nhé, chạy rất êm luôn. Đó, đặc biệt con này vệ sinh thì khá là dễ dàng. Chúng ta chỉ việc tháo bỏ cái con dao ra, rút ra rửa sạch sẽ và cho khăn lau vào đây lau sạch sẽ. Ok các bác nhé. Đó, nó bằng inox cho nên là nó sẽ không han gì, không sét như các cái dòng bằng ga. Là rất là dễ làm việc thôi. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành test thật cho các bác xem nhé. Em sẽ cắt làm 3 đi. Sẽ làm 2 thì sợ nó vẫn hơi dài. Nó dài nó lắc không đấy. Nó thả êm lắm các bạn. Nó ra cực kỳ sắc. Rồi, thử luôn nhé. Thử đầu tiên cái bé nhất các bác nhé. Đó. Đó, thả êm không? Hơi bắn một xíu các bác sẽ bắn này chúng ta. Khi mà củ to vào nó sẽ hơi lắc một chút các bác nhé, nó sẽ hơi giật giật một chút. Rồi ok, rồi test cái củ để cạn phải đến đây thôi. Thì đây chính là cái sợi mà nó thái ra đấy các bác. Em có thể khẳng định luôn nó đều đến 100% luôn. Nghĩa là không có một cái sợi nào nó quá to được vì cái cữ dao của nó sẽ là 3 ly. Đó, thì cái bào sợi này nó rất là đẹp, nhưng nó không như các cái máy bào mà nó chỉ là những con dao đục lỗ thôi nhé. Nó là thái bằng dao chuyên nghiệp cho nên nó đẹp, sạch đẹp chắc chắn rất là nhiều luôn. Đẹp hết, em không nghĩ nó đẹp này đâu. Đó, thái ra nó sắc, dao nó sắc, thành ra nó không bị nát, không bị nhay. Cho nên là cái cà rốt thái ra nó rất là đẹp, sờ rất là chắc tay luôn, cực kỳ chắc. Khi củ to nó hơi lắc, các bác giữ con dao, các bác giữ giúp em cái máy một chút nhé. Chúng ta bỏ trên, bỏ tay ở trên giữ. Bây giờ em sẽ thái đến cải trắng nhé, hai cái này em tách riêng ra đấy. Đó, cà rốt thì mới nộm thôi, cải trắng thì để phơi với xào. Thì ba ly không biết là phơi về nó có quát nhỏ không. Đây là củ cải trắng nó to. To này thôi thái đôi, không phải thái to, thái ba này. Thái đôi cũng được. Thái đôi. Đây, củ cải trắng là to hơn cả củ tay em các bác nhé. Bật câu cắt. Cứ giữ nhé, con này nó hơi to, nó lắc. Đó, nó đã vào cứ dao được, ra rất nhanh. Nếu mà các bác muốn ngắn hơn thì lên cắt ngắn hơn nhé. Đây là ta này vừa xong nó rút theo kiểu chiều dài, nó hơi dài. Nhưng mà xào như này em nghĩ là hợp lý đó. Chỉ cần vào cứ máy nó thái rất là nhanh. Đó. Một cái củ này nó thái ở cái video các bác có thể nhìn thấy, khi mà nó thái một cái củ này nó chỉ tốn khoảng vài giây thôi mà nó ra một cái nó dính như này, dính như này chúng ta tách cái sợi này. Đó, sợi ba ly rất đẹp. Đó, sợi này chúng ta mang ra trời nắng nó phơi nó sẽ quắt nhỏ đi. Và các bác xào thịt bò, em thấy cái này cực kỳ hợp lý luôn. Xào thịt bò cực kỳ ngon. Đó. Hoặc là chúng ta có thể thái các loại như là su hào để làm nộm, hay làm các cái nhân nem, nem cuốn các bác, cực kỳ hiệu quả các bác nhé. Đây chúng ta có thể nhìn thấy bên trong khá là sạch. Các bác muốn vệ sinh con này thì bây giờ rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần tháo đúng con dao ra thôi, hai con ốc đây. Còn nó có cái lê tháo ra nhất con dao ra rửa sạch sẽ. Sau đó chúng ta thò bỏ rẻ đây, lau sạch sẽ đi nào. Ok, toàn inox nên là cũng chẳng có gì bẩn thỉu đâu. Đó, và cuối video đây em báo giá luôn cái sản phẩm máy thái sợi đa năng 3mm này. Đó, thái 3mm rất đẹp này, cực kỳ hiện đại, và em bán với giá là 2.400.000 miễn ship tận nhà nhé, còn rẻ hơn ở Shopee các bác. Để biết thêm thông tin chi tiết và liên hệ đặt hàng, quý vị vui lòng alo trực tiếp theo số điện thoại ghi dưới màn hình để tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bác xem hết video bên em ạ.